Bộ trưởng Bộ Tài chính không có chuyện ngân sách cạn kiệt. Nghiên cứu cho thấy do hạn chế Covid, vấn đề thị lực của học sinh ngày càng bước thiết. Hàn Quốc đề nghị Việt Nam giúp đỡ phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin cập nhật sáng ngày 18 tháng 9 của DKN TV và tiếp sau đây là các nội dung chi tiết. không có chuyện ngân sách cạn kiệt. Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước. Ông cho biết, ngân sách vẫn bảo đảm các nhiệm vụ chi theo dự toán. Chỉ có khoản dự phòng ngân sách năm 2021 đã dùng hết cho công tác phòng chống dịch bệnh. Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước, thu ngân sách năm 2021 được Quốc hội phê chuẩn là 1.343.000 tỷ đồng. Đến nay đã thu đạt 77% dự toán và ngành tài chính phấn đấu đạt 100% đồng thời vẫn hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch. Ông Phước nhấn mạnh, ngân sách nhà nước bảo đảm đầy đủ cho các nhiệm vụ chi đã được Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, theo ông Phước, khoản dự phòng ngân sách đã được sử dụng hết cho việc phòng chống dịch bệnh. Ông Phước lý giải, theo luật ngân sách, khoản dự phòng chiếm từ 2 đến 4% tổng dự toán ngân sách. Năm 2021 được giao 17.500 tỷ đồng dự phòng ngân sách Do sử dụng cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, cho nên khoản dự phòng này đã hết. Để bổ sung nguồn cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các nhiệm vụ cần thiết khác, các bộ ngành địa phương, cơ quan đã thực hiện tiết kiệm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước, tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2021. Đến nay, đã tiết kiệm từ nguồn chi thường xuyên được khoảng 14.620 tỷ đồng. Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chí phủ, Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép chuyển khoản tiết kiệm này để bổ sung nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021, cấp cho các bộ, cơ quan địa phương phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh hiệu quả nhất. Đồng thời, cơ quan này cũng sẽ tham mưu để bố trí một khoản ngân sách riêng cho công tác phòng chống dịch bệnh vào năm 2022. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Nghiên cứu cho thấy, do hạn chế Covid, vấn đề thị lực của học sinh ngày càng bức thiết. Kính thưa quý vị, tại Trung Quốc, trong thời kỳ áp dụng hạn chế do Covid-19, các em học sinh đã gặp nhiều vấn đề về thị lực. Căn cứ vào một nghiên cứu của Trung Quốc được công bố trên trang web của tạp chí Y khoa JAMA of Ophthalmology. Cụ thể, nghiên cứu này của trường Đại học Quảng Châu cho thấy, tình trạng phát triển chứng cận thị ở học sinh đã tăng lên trong thời gian áp dụng hạn chế do Covid-19. Theo báo cáo của nghiên cứu, tần suất chẩn đoán cận thị đã tăng gấp đôi trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2019 đến tháng 11, tháng 12 năm 2020 so với cùng kỳ năm 2018 đến 2019. Trong quá trình nghiên cứu, các chuyên gia đã so sánh kết quả kiểm tra nhãn khoa trước và sau đại dịch ở hơn 2.000 em học sinh lớp 2 và lớp 3. Một nửa số học sinh trước khi bắt đầu đại dịch đã được kiểm tra hai lần vào cuối năm 2018 và 2019. Thị lực của những em học sinh còn lại đã được kiểm tra vào cuối năm 2019 và một năm sau đó, vài tháng sau khi các trường học đóng cửa do áp dụng các biện pháp kiểm dịch và hạn chế. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng không chỉ rõ trẻ em đã dành bao nhiêu thời gian cho việc sử dụng Internet hoặc tham gia vào các hoạt động có thể gây ra tình trạng mỏi mắt. Ấn Phẩm lưu ý rằng những kết quả nghiên cứu sẽ thuyết phục phụ huynh, nhà trường và chính quyền nhận ra giá trị tiềm năng trong việc cho phép trẻ em thực hiện các hoạt động ngoài trời và theo dõi lượng thời gian chúng dành cho công việc. Chuyển sang một diễn biến đáng chú ý. Hàn Quốc đề nghị Việt Nam giúp đỡ phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc hôm 16 tháng 9 đã đề nghị người đồng cấp Việt Nam hỗ trợ trong việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, Giữa lúc các cuộc đàm phán hạt nhân với Triều Tiên vẫn còn đang bị đình trệ, truyền thông Hàn Quốc và quốc tế dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng nước này cho biết. Thứ trưởng Park Jae-min đã giải thích về tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên và đề nghị Việt Nam hỗ trợ và tích cực hợp tác trong nỗ lực hoàn thành phi hạt nhân hóa và mang lại hòa bình lâu dài cho bán đảo Triều Tiên. Đề nghị của phía Hàn Quốc được đưa ra trong phiên đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam Hàn Quốc lần thứ 9 tại trụ sở Bộ Quốc phòng Việt Nam ở Hà Nội vào ngày 16 tháng 9 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Hoàng Xuân Chiến và Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Park Jae-min. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết hai bên đã nhất trí thúc đẩy hợp tác về an ninh hàng hải, chế tạo vũ khí và đào tạo Bắt đầu từ năm 2012, đối thoại quốc phòng song phương giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã được tổ chức thường niên để thảo luận về các vấn đề quốc phòng đang chờ xử lý mà hai bên đang cùng quan tâm và cách thức để làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hai nước. Căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên bùng lên trong tuần này khi cả hai nước tiến hành các vụ thử tên lửa cách nhau chỉ vài giờ. Triều Tiên đã bắn hai tên lửa đạn đạo ra biển vào hôm thứ tư. Đây là lần thử nghiệm đầu tiên sau 6 tháng sau đó vài giờ, miền Nam cũng đã thử nghiệm một tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm. Trong nỗ lực đàm phán trước đây giữa chính quyền của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump với Bình Nhưỡng, Việt Nam cũng đã được lựa chọn làm địa điểm tổ chức cho cuộc gặp cuối cùng của ông Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tuy nhiên, cuộc họp đã không mang lại kết quả gì khi phía Triều Tiên không đồng ý với yêu cầu của Mỹ, đòi Triều Tiên phải từ bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa để đổi lấy việc được dỡ bỏ biện pháp trừng phạt. Trong khi đó, những nỗ lực đàm phán với Triều Tiên gần đây không có dấu hiệu tiến triển khi Bình Nhưỡng không trả lời yêu cầu đàm phán được phía Hoa Kỳ đưa ra nhiều lần trong thời gian vừa qua. Triều Tiên nói họ không thấy có dấu hiệu thay đổi chính sách từ phía Hoa Kỳ. Viện dẫn các vấn đề như lệnh trừng phạt cũng như các cuộc tập trận chung giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc mà Triều Tiên nói là chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại họ. Thưa quý vị, DKN TV sẽ liên tục cập nhật các tin tức trong và ngoài nước để gửi tới quý vị trong các bản tin tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ cho chương trình. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.